cho các bạn trên tay mình đang là cái chìa khóa không dây thông minh của Honda làm cho những cái xe SH hay là BCX về sau này. Thì nó được để trong cái bao da khắc tên. Đó, mình sẽ mở ra các bạn xem cái chìa. Đó, cái chìa cơ bản khi các bạn mua xe nó như vậy. Và các bạn mua cái bao da khắc tên các bạn nhét vào như vậy. Đó, cái bao da này được thiết kế riêng cho cái chìa này, do đó rất là vừa vặn và rất là đẹp. Đó, thì đây là phía trước của nó. Các bạn thấy chúng ta có cái nút ở đây. Ở đây mình khắc cái logo Honda, nhưng mà các bạn có thể yêu cầu khắc tên, số điện thoại gì đó ở đây, để nếu ai lục được cái chìa này, người ta sẽ trả lại cho các bạn. Đó. Ở mặt sau thì vẫn còn những cái phím tính năng của cái chìa, nó còn nguyên ở đây, vẫn bấm vào sử dụng. Đúng với vị trí này, các bạn bấm vào sử dụng. Đó, đây là cái cạnh hông của nó. Đó, những cái đường chỉ truyền thống của khắc tên. Đó, ở bên này thì khắc tên là một cái móc để các bạn có thể móc nó vào trong một cái ổ khóa khác, hoặc các bạn có thể cầm vào tay như vậy treo nó lên trên cái tường khi các bạn về nhà. Đó, hoặc là cái này các bạn móc vào cái chùm chìa khóa của các bạn. Đó, thì cái bao da này của khắc tên được làm bằng da bò. Những cái lỗ chỉ này được quét bằng máy laser, cũng như những cái đường này được cắt bằng máy laser, do đó nó rất là chính xác, rất là đẹp, rất là đều. Và cái đường chỉ thì bọn mình may bằng tay, những đường chỉ này được xỏ bằng tay và khâu bằng tay. Đó, đó là có thể gọi là thủ công hoặc là bán thủ công. Thì cái bao da này khắc tên bán giá là 300.000 đồng. Đó, các bạn sẽ có cái bao này nè, cái móc này, và kể cả cái chi phí khắc tên cũng như số điện thoại lên trên đây. À, bên trong nó sẽ như vậy, đảm bảo là cái chìa khóa các bạn khi bỏ vào đây sẽ được bảo vệ an toàn. Đó, không thể hư được. Rồi, xin cảm ơn các bạn.